Alo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Video này thì mình sẽ bắt đầu với số vốn là 44 củ và cùng nhau chia sẻ những đường cầu tài xỉu ở trên con đường trò chơi giúp anh em về bờ an toàn anh em nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn qua lịch sử tài xỉu này. 3-1-3-1-3. Đấy, cầu nó rõ như thế này rồi. Tay này khẳng định nổ một tay xỉu. Thì tay này mình vào căng luôn. Đấy, đã khẳng định là vào căng luôn anh em nhé. Đó, đã khẳng định là vào căng luôn. Ok con dê. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả. Tay đầu tiên thì mình chia sẻ, mình còn nói có đúng không? 5 4 3 2 1. Được chưa? Khẳng định chuẩn nét chưa anh em? Ừ. Tiếp tục. Vào một tay nữa xỉu này. Tay này một củ 6 thôi. Đấy. Tay này của một củ 6 thôi. Nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em ạ. Không vội anh em nhé. Hà Nội là không vội được đâu. Vội là ra đảo ngay. Vội là cụ đi chân lệnh thoát ngay. Bộ môn này mình cứ bình tĩnh thôi. Rồi, anh em mình cùng nhau chờ đón cái kết quả tay tiếp theo để xem tay này mình có lụm lúa hay không. Nói chung là chơi thì nó sẽ phải có tay nọ tay kia. Quan trọng là cái kết cuối cùng anh em mình là một số dương. Đấy mới là điều quan trọng anh em nhé. Đấy mới là điều quan trọng. Rồi, 2, 1. Đấy, tay này trả về tài rồi, không thành công. Nhưng mà không sao, mình chơi lại có tay nào tay kia đúng không? Chơi nó có tay nọ tay kia. Tiếp tục nào. Vào một tay xỉu trả về cầu 1-1, tay này vào 3 củ, 4 củ đi. 4 củ nó đi cho nó chất đúng không anh em? Những anh em mà cùng đam mê cùng sở thích anh em nhớ tham khảo. Anh em không cùng đam mê, không cùng sở thích nhưng mà xin mời anh em lướt qua. Anh em nào muốn kiếm lúa kiếm gông gạo bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón cái kết quả tay tiếp theo. Hy vọng là rực rỡ anh em nhé. Nói chung là chơi bộ môn này thì anh em bình tĩnh thôi. Đó. Kết vào to, thử cầu vào nhỏ. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo nào. Như vậy là đi xuống tài này, đang trôi giật trôi rồi. Khả năng cao cái này tài tiếp anh em ạ. Tuy nhiên thì mình cứ bình tĩnh thôi. Tuy nhiên thì mình cứ bình tĩnh thôi. Không phải khả năng cao mà chắc chắn là tài anh em ơi. Chắc chắn là tài anh em nhé. Tín với anh em luôn đúng không? Uy tín với anh em luôn. Để test xem là tay này mình nói nó có chuẩn mình không anh em nhé. Những anh em nào xem nhiều video của mình thì biết là cái khẳng định của mình nó chuẩn xác 99% đúng không? Chuẩn xác 99%. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 2 1. Chuẩn đét chưa? Anh em thấy chuẩn đét chưa? Khét mù chưa? Cũng khét lẹt luôn chứ còn gì nữa. Kết lệch ngay chứ còn gì. Tiếp tục nào. Dã một tay tài một củ rưỡi. Đấy. Không có gì phải xoắn cả. Ông nào càng xoắn lại càng dễ quẳng nhé. Chơi thì bình tĩnh tự tin giành chiến thắng thôi anh em ơi.
Ok, con dê. Anh em cùng nhau mở bát tay tiếp theo nào. 4, 3, 2, 1. Rồi. Lụm luôn. Lụm luôn. Ok. Tiếp tục nào. Tay 17. Tay này cơm gạo thành ca này, cơm gạo thành công là 9 nốt 9 đến lẻ nhá. Cơm gạo thành công 9 nốt 9 đến lẻ vào tài. Xong ta té đúng không? Đấy, chơi thế thôi. Đơn giản, nhẹ nhàng. Lụm lúa đúng không? Đơn giản nhẹ nhàng lụm lúa. Ok. Nói chung là khi mà mình chơi bộ môn này thì mình phải nhớ là khi mà anh em có cơm gạo, có thành quả rồi chúng ta phải dừng lại. Đấy là cái bản lĩnh mỗi anh em cần phải có khi chơi tài xỉu online. Đó. Ok. Chúng ta cùng nhau mở bát. Tay cuối cùng. Ui rồi. Tay cuối cùng không thành công, gãy về nó gãy về xỉu anh em ạ. Như vậy là gãy cầu bể tài rồi, nhưng không sao, ca này vẫn cơm gạo rực rỡ nhá. Dương được khoảng 12 củ rồi. Đấy, 12 củ là quá ok rồi anh em ạ. Thế bây giờ mình sẽ quyết định dừng lại chốt ca. Tất cả anh em xem video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, mình chia sẻ. Anh em muốn kiếm lúa kiếm cơm gạo nhớ bấm đường link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Còn anh em nào mà đang chơi bộ môn này bên khác mà cảm thấy không hợp, cảm thấy không kiếm cơm gạo được thì qua thử bên này anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.